Hôm nay em lên cho quý anh chị một lô đất mặt tiền đường nhựa của xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu nha. Thì xã Long Mỹ là chuẩn bị sáp nhập thành thị trấn của Phước Hải nha quý anh chị. Chuẩn bị lên thị trấn rồi ha. Hôm nay em có một lô đất đối diện cái biệt thự này luôn. Xéo xéo qua đây ha. Đường nhựa thông luôn nha quý anh chị. Khu dân cư gần trường học, gần chợ, gần ủy ban của xã Long Mỹ luôn ha. Đường nhựa tim vàng, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán được luôn ha. Đây. Đó, lô đất nằm giữa hai căn nhà này với nhà này bên nhóm quý anh chị. Thì lô đất của mình là tổng diện tích là 245 m² nha. Đó, ngay với xe máy em luôn nha quý anh chị. Đó, đây, từ mấy ranh bên này nè, chủ đo ranh cá mốc hết rồi ha. Từ bờ rào bên này qua ngay mép bờ rào mình từ cái cổng này ha. Em xin chỉ lại đây, qua đây nè. 8 m, phía sau nở hậu là 9 m, sâu vào trong là 29 m ha. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ, chủ đã lên 50 m thổ cư. Mình là sổ sẵn công chứng sang tên ngay nha. Giá chỉ có 1 tỷ 2 thôi nha quý anh chị. Đó. Đây là trên đất của mình ha. Đây, đất của mình đây quý anh chị. Nằm giữa hai căn nhà. Chủ đã đo ranh cắm mốc hết rồi. Đất của mình là quay về hướng Tây Nam ha. Ở đây thì khu dân cư rồi. Điện, nước đầy đủ nha. Nước thủy cục đầy đủ nha quý anh chị. Ở đây biệt thự nhà vườn rất là nhiều luôn. Mà giá chỉ có 1 tỷ 2 thôi. Anh chị nào mà đang tìm vị trí xã Long Mỹ, giá ngục inbox liền cho em lô này. Có thể vừa ở vừa kinh doanh đầu tư được nha. Vừa đầu tư được nha quý anh chị. Tại vì thị trường bây giờ đang hơi ảm đạm một xíu, nên là giá hơi mềm ha. Nên là anh chị nào tiền mặt đang tìm vị trí xã Long Mỹ mà tài chính khoảng tầm 1 tỷ 2 thì đừng ngại ha. Inbox liền cho em cái lô này. Theo em nghĩ cái lô này sẽ bán nhanh thôi. Tại vị trí mình cực kỳ đẹp, khu dân cư rất an ninh và sạch sẽ nha quý anh chị. Thì em quay nhanh thôi. Anh chị nào quan tâm thì inbox liền cho em. Đây, đứng đây là mình nhìn thấy biệt thự phía bên kia, đối diện mình ha. Một lô đất cực kỳ đẹp mà giá cực kỳ hời, nở hậu ha. Theo phong thủy là cực kỳ tốt luôn. Đường mình là đường nhựa, hai ô tô né nhau thoải mái nha quý anh chị. Giá chỉ có 1 tỷ 2 thôi, quá là rẻ nha. Đây. Bây giờ em sẽ quay sổ và cho quý anh chị xem vị trí ở đây ha. Ở hướng Tây Nam khá là mát rồi. Vị trí của mình là cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 80 km nha. Và cách biển Phước Hải khoảng tầm 3 km thôi. Khá là gần nha. Rất thích hợp cho anh chị mình nghỉ dưỡng cũng được quý anh chị. Tại vì đi ra biển có xíu xíu thôi, 5 phút là đến biển Phước Hải rồi quý anh chị ha. Sổ mình sổ mới công chứng sang tên ngay nha quý anh chị. Thửa đất số là 148, tờ bản đồ là 30, địa chỉ là xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích là 245,7 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 50 m thổ cư, còn lại cây lâu năm, thời hạn đã lâu dài ha. Đây, đất của mình là quay về hướng Tây Nam nha quý anh chị, để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Đây quý anh chị, ngang 8 m nè, phía sau nở hậu là 9 m, sâu là 29 m ha. Tổng diện tích là 245,7, đất ở nông thôn hết luôn nha. Phủ hồng toàn bộ, xây dựng tự do ha. Rồi anh chị nào mà quan tâm sản phẩm gần biển Phước Hải thì inbox liền cho em. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.